Một, tại sao người khôn chọn cô đơn? Ít xã giao. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những người xuất chúng thường chọn cách sống một mình, tránh xa những mối quan hệ xã giao xung quanh? Họ có thực sự cô đơn hay đó là một lựa chọn đầy sức mạnh để đạt tới tự do và hạnh phúc? Trong một xã hội ồn ào, nơi mọi người liên tục tìm kiếm sự công nhận từ người khác, có một nhóm người lại tận hưởng sự tĩnh lặng và tập trung vào chính mình họ hiểu rằng sự độc lập và tự chủ nội tâm mới là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công và viên mãn hãy cùng khám phá tại sao họ không cần phải làm hài lòng ai ngoài chính bản thân mình và làm thế nào bạn cũng có thể học cách sống cuộc đời trọn vẹn theo cách đó trên thế giới này nơi nào có tụ tập đông người chủ đề được thảo luận không gì khác hơn là khoe khoang bản thân hạ thấp soi mói người khác và buôn những chuyện phiếm đủ thứ trên đời vậy tôi ra ngoài làm gì tôi có trái tim trong sáng và biết sống cho chính mình trong cuộc sống tôi không muốn phải ép mình phục vụ người khác và có vẻ trông rất khó gần trong mắt người khác nhưng tôi không bao giờ sống theo tiêu chuẩn của người khác dù cho có một mình có ít bạn bè nhưng không hề cô đơn mà rất thoải mái vì không cần cố tình duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân và sẽ không bị gò bó hạn chế những người như vậy có trái tim trong sáng biết cách làm hài lòng bản thân sống cho bản thân sống cuộc sống mình muốn theo ý tưởng riêng tôi biết cuộc sống của bạn rất bận rộn dù vậy những điều tôi nói không phải dễ tiếp thu đặc biệt rất khó nắm vững nếu bạn chỉ nghe qua một lần lời khuyên của tôi là nên xem đến cuối nghe đi nghe lại nhiều lần lúc bạn rảnh rỗi hoặc đang làm việc nhà hãy chia sẻ và lưu lại danh sách phát để thuận tiện hơn cho bạn tôi dám chắc trong vòng vài tháng ngắn ngủi tư duy của bạn sẽ phát triển vượt bậc lên một tầm cao mới mến chào quý vị và các bạn xã giao của người nghèo chính là tự sát chậm một người muốn sống vui vẻ tự đại còn hơn tự ti độc đoán còn hơn do dự hôm nay tôi xin được nói một câu ngạo mạn con người không cần bất kỳ mối quan hệ xã giao nào mối quan hệ xã giao của người nghèo còn chẳng bằng phân chó từ nhỏ đến lớn cha mẹ thầy cô luôn dạy chúng ta phải đoàn kết yêu thương và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè đồng học nhưng sự thật là khi bạn đối mặt với thế giới này một mình bạn sẽ nhận ra bạn chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình hoặc số tiền mặt trong tay rất nhiều kẻ ngốc không thể nhìn thấu hiện thực này coi trọng các mối quan hệ ngày nào cũng lao vào xã giao hôm nay hẹn đồng nghiệp vớ vẩn đi nhậu nhẹt ngày mai bị lũ bạn nghèo rủ dê chơi game không chỉ bạn bè vớ vẩn mới thực dụng mà cha mẹ nghèo cũng vậy khi chúng ta mới bập bẹ biết nói. Mọi người đều nói với chúng ta rằng cha mẹ yêu thương chúng ta vô điều kiện. Phải nghe lời họ. Nhưng những người đã trải qua những vấp ngã trong xã hội đều hiểu rằng cha mẹ chúng ta cũng chẳng khác gì những người khác. Đều chọn giàu khi nghèo. Tôn kính kẻ mạnh. Trà đạp kẻ yếu. Nếu để họ biết bạn bận rộn bên ngoài nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền thì ngoài mặt họ sẽ nói không sao. Nhưng hành động thì lại luôn chỉ trích bạn. Bắt bạn phải thế này thế kia hành vi tiềm thức đó chẳng khác nào nói với bạn rằng bạn chính là một kẻ rác rưởi tôi nói vậy có phần nặng lời nhưng lời nói thẳng thắn còn hơn còn về những người bạn vớ vẩn thì sếp lại càng không cần phải nói ngày nay vẫn còn rất nhiều người học cách lấy lòng học cách giao tiếp làm chó để lấy lòng sếp không thể nói là không có tác dụng nhưng trên thế giới này đạo lý lớn nhất chính là trao đổi ngang giá bạn nghĩ rằng bạn ăn uống với sếp vài bữa hát vài bài hát cũ từ những năm 90. Nhân lúc say xỉn tâm sự vài câu là đã trở thành anh em tốt với họ rồi sao? Ngây thơ. Cho dù mối quan hệ của bạn với sếp có tốt đến đâu thì bạn vẫn là người được họ thuê, là người làm công cho họ. Sự thật này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu họ tìm được người khác rẻ hơn, dễ sai khiến hơn để thay thế, thì đuổi bạn đi chính là lựa chọn sáng suốt của họ. Vì vậy, để tồn tại trong xã hội thực dụng này chỉ có tiền mới là thật những thứ như mối quan hệ xã giao đều là rác rưởi nếu hiện tại mức lương tháng của bạn chỉ vỏn vẹn vài triệu sống rất chật vật thì đừng suốt ngày đi du lịch sống ảo ba hoa khoác lác với đám bạn vớ vẩn nữa hãy tận dụng toàn bộ thời gian sau giờ làm việc để tìm kiếm công việc lương cao mà bạn mong muốn xem họ yêu cầu điều kiện gì cố gắng đáp ứng những điều kiện đó rồi nhảy việc nếu có ý tưởng bạn có thể viết lách like, quay video trên mạng làm người sáng tạo nội dung sau khi có nhiều người hâm mộ bạn có thể cân nhắc tự kinh doanh khi có nhiều việc hơn bạn có thể thành lập một nhóm nhỏ tóm lại hãy chủ động nắm bắt cuộc sống của chính mình hãy thử nghiệm thực hành nhiều hơn có thể không đi làm thuê thì đừng đi bạn phải hiểu rằng càng lên cao bạn càng không cần phải làm hài lòng người khác cũng không cần người khác làm hài lòng mình. Những kẻ suốt ngày thích lợi dụng các mối quan hệ, thích xã giao đều là lũ quỷ nghèo tham lam, nhất định phải tránh xa bọn chúng. À quy là cái gì? Trước mặt thực lực, nó còn chẳng bằng phân chó. Bạn nói rằng nếu không giao du, xã giao thì làm sao phát triển? Tôi nói với bạn rằng tại sao một số người thích ở nhà cả ngày và không muốn ra ngoài hoặc thích ở một mình khi đi ra ngoài một số người nói rằng bởi vì tất cả những thứ tôi yêu thích đều ở nhà còn hầu hết những người và những thứ tôi ghét đều ở bên ngoài trên thế giới này nơi nào có tụ tập đông người chủ đề được thảo luận không gì khác hơn là khoe khoang bản thân hạ thấp soi mói người khác và buôn những chuyện phiếm đủ thứ trên đời vậy tôi ra ngoài làm gì tôi có trái tim trong sáng và biết sống cho chính mình trong cuộc sống tôi không muốn phải ép mình phục vụ người khác và có vẻ trông rất khó gần trong mắt người khác nhưng tôi không bao giờ sống theo tiêu chuẩn của người khác dù cho có một mình có ít bạn bè nhưng không hề cô đơn mà rất thoải mái vì không cần cố tình duy trì các mối quan hệ giữa các cá nhân và sẽ không bị gò bó hạn chế những người như vậy có trái tim trong sáng biết cách làm hài lòng bản thân sống cho bản thân sống cuộc sống mình muốn theo ý tưởng riêng thu hẹp vòng tròn ít bạn bè cuộc sống ổn định bình yên trong cuộc sống dù có bao nhiêu người đồng hành cùng bạn dù bạn có quen biết bao nhiêu người trong cuộc đời này thì cuối cùng bạn vẫn phải cô đơn vì vậy đừng lo lắng về việc ngày càng có ít bạn bè cũng đừng cảm thấy buồn bã lo lắng vì mối quan hệ của bạn với người thân ngày càng yếu đi hãy làm việc chăm chỉ để khiến bản thân trở nên tốt hơn và chăm sóc tốt cho gia đình là những quyết định sáng suốt nhất của một người trưởng thành bạn có nghĩ vậy không? 2. Đây là 12 đặc điểm của một người thích ở một mình nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ. Đặc điểm số 1, họ là người hướng nội. Nhiều người cho rằng người hướng nội là kẻ yếu thế trong một thế giới náo nhiệt. Trái với định kiến phổ biến này, sự cô đơn của họ có sức mạnh vô cùng to lớn. Những khoảnh khắc ở một mình là thời điểm lý tưởng để họ kết nối với chính mình, tập trung cao độ và để bộ óc sáng tạo thăng hoa. Dù những người hướng ngoại có xu hướng được yêu thích hơn trong xã hội hiện đại, người hướng nội không cảm thấy bị bỏ rơi khi ở một mình, mà họ rất thích được tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng ấy. Những khoảnh khắc riêng tư giúp họ nạp lại nguồn năng lượng sau những buổi hẹn hò xã giao ngoài xã hội, tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình. Đặc điểm số 2, họ là những người độc lập. Dù ở một mình hay bên cạnh những người khác, những người thích sự riêng tư luôn có xu hướng tự mình hoàn thành công việc và trân trọng những trải nghiệm cá nhân tính độc lập cao còn thể hiện ở việc họ hòa tưởng vào cách suy nghĩ và những quyết định của chính bản thân họ họ sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của bạn với một thái độ chân thành nhưng sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào sự góp ý tự chủ cũng là yếu tố thúc đẩy họ làm việc năng suất cao mà không cần quá nhiều sự ràng buộc vì tính cách độc lập của những người thích ở một mình Họ có xu hướng làm việc hiệu quả hơn trong những môi trường không có nhiều người xung quanh. Đặc điểm số 3, họ làm mọi thứ họ thích một mình. Sự tĩnh lặng của những người thích ở một mình như một chiếc khiên có khả năng bảo vệ họ khỏi những phán xét và định kiến. Họ làm những điều bản thân thích mà không lo lắng về việc người khác sẽ suy nghĩ như thế nào. Ngồi đọc sách cả buổi sáng trong căn phòng yên tĩnh, đi dạo trong công viên mà không có ai đi cùng. Những hoạt động dễ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt buồn chán lại là những sở thích của người thích dành thời gian cho bản thân. Họ cũng không ngại ăn tối hay đi xem phim với chính mình và thích đơn thân độc mã xử lý vấn đề. Dưới góc nhìn của nhiều người xung quanh, họ thường bị lầm tưởng rằng đang chịu đựng sự cô lập buồn tẻ. Thế nhưng không gian riêng tư là nơi mà họ có thể tự do tận hưởng những hạnh phúc giản đơn. Đặc điểm số 4, họ quý trọng thời gian người thích ở một mình hiểu được giá trị thời gian hơn ai hết họ nhận thức được rằng mình không thể lãng phí thời gian và biết cách sử dụng tài nguyên này một cách thông minh họ thích ở nhà hoặc một nơi nào đó yên tĩnh để làm những điều mang tính xây dựng cho cuộc sống của họ chẳng hạn như viết nhật ký để nâng cao nhận thức về bản thân học những kỹ năng mới hay chỉ đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi bên cạnh việc trân trọng thời gian của mình Họ cũng quan tâm đến thời gian của người khác và sẽ không để bạn phải đợi trong bất kỳ cuộc hẹn nào. Đặc điểm số 5, họ tự lực trong mọi việc. Đây cũng là một đặc điểm tích cực của người thích ở một mình. Họ sẽ chọn cách tự xoa dịu tâm trạng của mình hơn là gọi cho một người bạn và tâm sự về những vấn đề mà họ phiền lòng. Thật khó để biết khi nào họ đau buồn vì họ có thể kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình. Mặc dù dành phần lớn thời gian ở trong trạng thái tĩnh lặng một mình, nhưng họ luôn có suy nghĩ tích cực để tìm ra cách thức giải quyết vấn đề của mình. Nhờ vậy, họ không dễ dàng bị lệ thuộc vào người khác. Đặc điểm số 6, họ suy nghĩ sâu sắc. Đặc điểm tính cách của những người thích ở một mình là thích quan sát mọi thứ từ xa, tập trung lắng nghe và suy nghĩ về những thứ diễn ra xung quanh mình một cách thấu đáo trước khi phát biểu hay hành động. Vì quen với việc ở một mình, quan điểm của họ cũng ít bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Sự yên tĩnh của những người thích ở một mình thường mang tính chiến lược, như trong một trận đấu cờ vua. Nhiều khả năng họ đang suy nghĩ cẩn thận cho những nước đi tiếp theo của mình. Không gian của sự cô đơn cho phép họ kết nối với chính mình, biết mình cần phát triển bản thân ở những khía cạnh nào để trở thành phiên bản tốt nhất. Đặc điểm số 7, họ thoải mái với những mối quan hệ thân thuộc. Chất lượng hơn số lượng là mô tả đúng nhất về vòng quan hệ của những người yêu thích ở một mình họ không ngại gặp gỡ và làm quen với nhiều người nhưng chỉ tập trung quan tâm đến vài người thân bạn bè thân thiết thật sự bạn sẽ không thường thấy họ trong các buổi hẹn hò trải chiều cuối tuần họ cảm thấy thoải mái hài lòng trong không gian riêng và chỉ tham gia các hoạt động hội họp vui chơi khi cần thiết có thể kể đến các dịp quan trọng như tiệc sinh nhật đám cưới hoặc lễ tốt nghiệp của ai đó trong vòng kết nối của họ Họ sẵn sàng tham dự các bữa tiệc để thể hiện tình yêu và sự ủng hộ tới những người thân yêu. Khi cuộc vui kết thúc, họ lại trở về vùng an toàn của riêng mình. Đặc điểm số 8, họ yêu bản thân, thường bị hiểu lầm vì không sôi nổi. Những người thích ở một mình là người có thể thấu hiểu đứa trẻ bên trong họ, tin tưởng bản thân và trân trọng những điều tuy chẳng lớn lao nhưng vô cùng ý nghĩa mà mình làm được. Họ có khả năng tự chữa lành cảm xúc từ đó có thể chấp nhận những sai lầm và hòa giải với những tiếc nuối của bản thân. Dành nhiều thời gian tập trung vào chính mình không có nghĩa họ ích kỷ hay tự cho mình là trung tâm. Yêu bản thân là một dấu hiệu của lòng trắc ẩn và những người yêu bản thân thường là những tâm hồn cởi mở, dễ đồng cảm với người khác. Đặc điểm số 9, họ tránh xung đột. Những người thích ở một mình quen với sự yên bình, thế nên họ có xu hướng tránh những thị phi không đáng có. Họ không thích tham gia bàn luận về người khác và thấy đó là một việc lãng phí thời gian. Vì thế, họ rất kỹ tính trong việc kết bạn. Nếu ai đó trở nên thiếu tôn trọng hoặc xem thường danh giới của họ, họ sẽ kiên quyết tránh xa các mối quan hệ này. Đặc điểm số 10, họ có những danh giới rõ ràng. Họ nhận thức được rằng xã hội rộng lớn là một phần không thể thiếu trong sự tồn tại của con người. Họ vẫn thích ở bên bạn bè, người thân, trò chuyện với đồng nghiệp hay tham gia các buổi gặp mặt nhiều người. Tuy nhiên, họ có những danh giới cá nhân giúp bảo vệ bản thân khỏi những người có đặc điểm tính cách độc hại có thể làm đảo lộn sự yên tĩnh của họ. Đặc điểm số 11, họ có khả năng tự nhận thức cao. Trạng thái cô đơn tạo ra không gian để họ có thể sắp xếp, nghĩ ngợi và soi chiếu chính mình. Thực hành tự nhận thức giúp họ tường tận hơn về nội tâm của mình và thế giới xung quanh. Nhờ vậy, họ có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn, thành thật đối diện với quá khứ, tự tin hướng tới tương lai và sống một cuộc đời hạnh phúc đúng nghĩa. Đặc điểm số 12, họ có thể giữ bình tĩnh tốt. Khả năng giữ bình tĩnh trong nhiều tình huống là đặc điểm nổi bật của những người thích ở một mình. Năng lực này đến từ khả năng phục hồi mà họ phát triển từ việc tự chủ. Họ có thể quản lý và điều chỉnh cảm xúc của mình khi đối mặt với thất bại hoặc xung đột họ vẫn có thể cảm thấy căng thẳng, choáng ngợp hoặc lo lắng khi một chuyện không may xảy ra đột ngột, nhưng thay vì đánh mất bình tĩnh, họ sẽ ngay lập tức nghĩ ra những cách tốt nhất để vượt qua khó khăn. Bạn thân mến, chúng ta kiệt sức nhiều khi không phải vì công việc, mà do những cuộc xã giao vô bổ. Đôi khi, có những người lâu năm không gặp, đột nhiên lại alo thì chắc chắn chỉ để cho đủ quân số mà thôi. Lúc đó, hãy kiên quyết nói không bởi vì người thông minh thực sự không bao giờ xã giao nếu bạn là một người khá thông minh khả năng là bạn xã giao ít hơn so với bạn bè của mình hoặc là bạn lo lắng không biết bệnh lười giao tiếp xã hội này có bình thường hay không kết thúc một ngày một tuần bận rộn cách trải qua cuộc sống về đêm và thời gian cuối tuần sẽ bóc trần những gì chân thật nhất của một người nhiều người thích những nơi náo nhiệt thế là đi mua sắm đến quán bar lên mạng bản tán xôn xao hẹn với bạn bè cùng ăn uống và tán gẫu song song với đó có một kiểu người không quan tâm đến những gì đang xảy ra bên ngoài chỉ chọn ẩn mình để vùng vẫy trong không gian của chính họ sống cô đơn không phải là một trạng thái tiêu cực mà là một lựa chọn chủ động của nhóm người này họ sẵn sàng thoát khỏi đám đông ồn ào tránh xa những mối quan hệ vô giá trị duy trì cái tâm tính để theo đuổi mục tiêu riêng từ một góc độ nào đó sự cô độc cũng là một điểm đích mà linh hồn họ đang không ngừng tìm kiếm thay vì nói người thông minh thường cô độc hãy nghĩ rằng người thông minh lựa chọn đến với cô độc vì vậy nếu bản thân chỉ có một vài người bạn thích đi bộ một mình trên đường vui vẻ sống một mình và vẫn cảm thấy ổn với tất cả có lẽ bạn là người không hề tầm thường trang tử nói độc hữu chi nhân thị vị chi quý ý nói rằng người biết ở một mình mới trở thành người xuất chúng được coi là tôn quý độc hữu ở đây chỉ sự tự do tự tại sự hài hòa tự thân hoàn thiện bản thân cũng chính là biết cách chung sống với chính mình phải biết rằng từ nhỏ đến lớn chúng ta đã học quá nhiều đạo lý về cách làm thế nào để chung sống với người khác hòa nhập với xã hội và trở nên xuất sắc trong cộng đồng nhưng lại quên mất một điều căn bản nhất kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình nếu ai có thể chiến thắng bản thân học cách chung sống với bản thân thì người đó có thể chiến thắng tất cả trong đời người. Nếu có cơ hội cùng đồng hành với một lữ khách, dù là một tháng, một năm hay mười năm, đó cũng là một loại may mắn. Nhưng suy cho cùng, chỉ có bản thân mới có thể tự hoàn thành được lịch trình của mình. Bạn phải làm chủ sinh mệnh của chính mình trước, sau đó mới có thể sống tốt được. Einstein nói những người xuất chúng sở hữu khối óc vĩ đại luôn phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ những kẻ mang đầu óc tầm thường một người có ước mơ có hành động để biến ước mơ thành hiện thực cũng có đủ năng lực và sự vĩ đại để làm tốt hơn người khác thì họ bắt buộc phải trở nên khác biệt họ dám bước ra khỏi số đông đang lầm lũi từng ngày trong những niềm mơ vụn vặt nhỏ bé như danh tiếng địa vị nhà xe bằng cấp phụ nữ hay rượu ngon số đồng lại đang mải mê giam cầm bản thân trong những lo lắng nhỏ, lo sợ thành công là một tài khoản có giới hạn, cần phải tranh cướp và dẫm đạp lên nhau để giành lấy. khác với họ, người có khối óc xuất chúng lại nhìn thấu đạo lý rằng, khác biệt đồng nghĩa với cô đơn, nhưng cũng đồng nghĩa với sự tự do. ở đó, tài năng sẽ đem tới sự thịnh vượng thích đáng. người có trí tuệ lớn sẽ không bận lòng tới lời ong tiếng ve của thiên hạ họ dành thời gian để sáng kiến và tạo ra nhiều ý tưởng đột phá, chứ không hoài công giải thích lý do cho những kẻ non nớt tầm thường. Đơn giản là vì họ đã quen với tư duy độc hữu. Dù cô đơn nhưng đầy giá trị, sự thành công đến từ chính năng lực của họ, chứ không đến từ miệng lưỡi hay cái nhìn của thế gian. Trong trí tuệ của Trang Tử, nhiệm vụ đời người không gì khác là tìm thấy chính mình và tìm thấy con đường của chính mình. Có lẽ trên chặng đường này, Ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn, nhưng chấp nhận sự cô đơn chính là bắt đầu của một cuộc sống viên mãn. Nếu bản thân mình cũng không thể hòa hợp được, bạn sẽ vĩnh viễn không thể hòa hợp được với người khác. Giống như cách mà nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer đã nói, chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới có thể trở thành chính mình. Nếu ai đó không yêu cô đơn, thì anh ta không yêu tự do, bởi vì chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới được tự do chúng ta có thể đồng hành đi khắp giang hồ nhưng lại chỉ có thể tự mình đi tới chân trời và góc bể tận hưởng sự cô đơn là một niềm vui nhẹ nhàng và dễ chịu không liên quan đến vật chất hay sở thích cũng không bị tham vọng hay nhu cầu ảnh hưởng nó đến từ nội tâm con người với trái tim rộng mở có sự bình tĩnh và đầy tự chủ tận hưởng sự cô đơn cũng là một loại tư thái bản lĩnh khi chúng ta tiến bước giữa đời nhanh thì có thể hưởng thụ tốc độ chậm thì có thể ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh không để hư danh che mắt không bị dối trá giấu lòng đó là bản lĩnh của người khiêm nhường ôn nhã nhưng trí tuệ và khôn ngoan khi làm con cừu sẽ nhàm chán còn cái giá để làm sư tử là sự cô đơn tương tự như vậy khi muốn xung vầy hãy làm cây cỏ khi làm cổ thụ thì phải chấp nhận nỗi cô đơn nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9 không thực tế bình luận số không điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi cảm ơn thời gian quý báu của bạn ba cô đơn là điều không thể tránh khỏi trang tử có một đối thủ là huệ tử hai người thường đối đáp biện ngẫu với nhau nhiều lần huệ tử bị trang tử nói đến tối tăm mặt mũi mà không phản bác được điển hình là câu chuyện ông không phải cá sao biết niềm vui của cá sau khi huệ tử qua đời Trang Tử đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn miêu tả về sự cô độc vì mất đi người bạn tinh thần như sau. Một người đàn ông bị nổi chấm đen như nốt ruồi trên mũi. Ông đi tìm người thợ làm đá cắt đi cho mình. Người thợ đá tiện tay vung dìu lên. Thong rong vặt chấm đen đó đi mà không mảy may xước sát cánh mũi của đối phương. Tống Nguyên Quân biết chuyện. Bèn gọi người thợ làm đá đến mà yêu cầu ông làm thử cho mình xem. Tuy nhiên, người thợ đá lại từ chối khi được hỏi lý do ông ta đáp rằng trước kia tôi còn có thể bình tĩnh để làm vậy nhưng hiện tại thì không vì người bạn đồng hành cùng tôi sớm đã qua đời rồi giống như đỗ phủ và lý bạch hai người từng hâm mộ tài hoa và thiên phú của nhau kết đôi cùng du ngoạn giang hồ và cho rằng sẽ đồng hành cả đời bên nhau tuy nhiên tâm tôi hướng sơn tâm bạn hướng thủy khi chí hướng khác biệt họ vẫn phải vẫy tay tạm biệt đường ai nấy đi. Hiển nhiên, trong thời gian dài đằng đẵng, không một ai có thể ở bên ta trọn đời. Kỳ thực, cô đơn một mình mới là trạng thái vĩnh hằng của kiếp người. Khi hai thời điểm quan trọng nhất là ra đời và chết đi, chúng ta đều chỉ có thể đi một mình. Do đó, điều chúng ta phải làm là học được cách đối mặt với sự cô đơn, chung sống với bản thân tốt hơn mỗi ngày. 4 lựa chọn sự cô đơn có giá trị. Trong cuốn Đại Tông Sư của Trang Tử cũng có viết về hai chú cá cố chấp nằm cùng nhau trong cái hồ cạn nước, có cố gắng làm ướt cho nhau để duy trì sự sống. Trang Tử nói, so việc cố gắng cho qua ngày như vậy, chi bằng tha cho nhau, đi đến nơi biển rộng sông dài sống một cuộc sống mới. Trong đời người, nếu có cơ hội cùng đồng hành với một lữ khách, dù là một tháng, một năm hay mười năm, đó cũng là một loại may mắn, nhưng suy cho cùng, chỉ có bản thân mới có thể tự hoàn thành được lịch trình của mình. Bạn phải làm chủ sinh mệnh của chính mình trước, sau đó mới có thể sống tốt được. Einstein nói những người xuất chúng, sở hữu khối óc vĩ đại luôn phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ những kẻ mang đầu óc tầm thường. Một người có ước mơ, có hành động để biến ước mơ thành hiện thực, cũng có đủ năng lực và sự vĩ đại để làm tốt hơn người khác thì họ bắt buộc phải trở nên khác biệt. Họ dám bước ra khỏi số đông đang lầm lũi từng ngày trong những niềm mơ vụn vặt, nhỏ bé như danh tiếng, địa vị, nhà xe, bằng cấp, phụ nữ hay rượu ngon. Số đông lại đang mải mê giam cần bản thân trong những lo lắng nhỏ. Lo sợ thành công là một tài khoản có giới hạn, cần phải tranh cướp và dẫm đạp lên nhau để giành lấy. Khác với họ, người có khối óc xuất chúng lại nhìn thấu đạo lý rằng khác biệt đồng nghĩa với cô đơn nhưng cũng đồng nghĩa với sự tự do ở đó tài năng sẽ đem tới sự thịnh vượng thích đáng người có trí tuệ lớn sẽ không bận lòng tới lời ong tiếng ve của thiên hạ họ dành thời gian để sáng kiến và tạo ra nhiều ý tưởng đột phá chứ không hoài công giải thích lý do cho những kẻ non nớt tầm thường đơn giản là vì họ đã quen với tư duy độc hữu dù cô đơn nhưng đầy giá trị sự thành công đến từ chính năng lực của họ chứ không đến từ miệng lưỡi hay cái nhìn của thế gian năm tận hưởng sự cô đơn là một loại trí tuệ trong trí tuệ của trang tử nhiệm vụ đời người không gì khác là tìm thấy chính mình và tìm thấy con đường của chính mình có lẽ trên chặng đường này ai cũng có lúc cảm thấy cô đơn nhưng chấp nhận sự cô đơn chính là bắt đầu của một cuộc sống viên mãn nếu bản thân mình cũng không thể hòa hợp được, bạn sẽ vĩnh viễn không thể hòa hợp được với người khác. Giống như cách mà nhà triết học người Đức Arthur Schopenhauer đã nói, chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới có thể trở thành chính mình. Nếu ai đó không yêu cô đơn, thì anh ta không yêu tự do, bởi vì chỉ khi một người cô đơn, anh ta mới được tự do. Chúng ta có thể đồng hành đi khắp giang hồ, nhưng lại chỉ có thể tự mình đi tới chân trời và góc bể. Tận hưởng sự cô đơn là một niềm vui nhẹ nhàng và dễ chịu, không liên quan đến vật chất hay sở thích, cũng không bị tham vọng hay nhu cầu ảnh hưởng. Nó đến từ nội tâm con người với trái tim rộng mở, có sự bình tĩnh và đầy tự chủ. Tận hưởng sự cô đơn cũng là một loại tư thái bản lĩnh. Khi chúng ta tiến bước giữa đời, nhanh thì có thể hưởng thụ tốc độ, chậm thì có thể ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, không để hư danh che mắt, không bị dối trá giấu lòng. Đó là bản lĩnh của người khiêm nhường, ôn nhã nhưng trí tuệ và khôn ngoan. Khi làm con kiều sẽ nhàm chán, còn cái giá để làm sư tử là sự cô đơn. Tương tự như vậy, khi muốn xung vầy hãy làm cây cỏ, khi làm cổ thụ thì phải chấp nhận nỗi cô đơn. 6. Một mình không có nghĩa là cô đơn. Có nhiều người nghĩ rằng một mình hẳn phải tệ lắm, phải cô độc lắm. Nó giống như việc ta đang bị xã hội bỏ rơi chẳng ai thèm chơi cùng và nếu như vậy ta thật sự là người rất đáng thương nhưng trên thực tế thì việc một mình hay thích được một mình không hẳn là một điều xấu trong một xã hội hiện đại bận rộn như ngày nay thì cô đơn hẳn là một chuyện dễ hiểu nhưng lại có những người tìm cách tách ra khỏi thế giới hiện đại quay cuồng trong những vòng xoáy của tiền bạc nói chính xác ra là họ tìm cách để ở một mình tuy nhiên đừng nhầm họ một mình nhưng họ không cô đơn vì sao à là bởi vì không phải họ cô đơn nên họ tìm nơi trốn mà chỉ là họ muốn dừng lại ở một góc phố không có mấy ai qua lại bước vào một khách sạn trông có vẻ cũ kỹ cầm lấy chìa khóa bước lên tầng và từ từ mở căn phòng có cửa sổ hướng ra phía vườn toàn cây xanh và hoa rực rỡ màu sắc chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng một mình chắc phải tệ lắm có lẽ là không có ai muốn nói chuyện không có ai muốn ở bên nên phải chọn cách này không xã hội chẳng bỏ rơi ai mà chỉ có ta mới có suy nghĩ ấy rồi tự vứt mình bên lề xã hội mà thôi. Xã hội dù xấu dù tốt thì vẫn luôn có lối thoát cho những kẻ chẳng giống ai. Lựa chọn là ở mỗi người. Còn những người chọn điểm dừng chân để ở một mình là những người muốn một mình nhìn mình, nhìn đời và nhìn người. Vậy thôi. Điều đó không có nghĩa là ta phải cắt đứt giao du với cuộc sống bên ngoài, mà chỉ là ta dành thời gian một mình nhiều hơn để tìm kiếm bản thân và chiêm nghiệm cuộc sống nhìn lại những ngày xoay vòng trong cái chuỗi hối hả, bận rộn của những mối quan hệ, ta gần như phải nỗ lực 100% để làm cho người khác hài lòng, vui vẻ, nâng niu cái tôi dễ vỡ của họ, cố gắng hiểu cảm xúc của họ mà quên đi việc chăm sóc cho mình, quên đi việc yêu bản thân và hiểu mình muốn gì. Bởi vậy, ở một mình được lợi lắm, đúng hơn ta nên đặt cho nó một cái tên khác, đồng đảnh hơn nhưng quyến rũ hơn. Sự ích kỷ cho tâm hồn ở một mình là cơ hội để não bộ được sạc lại năng lượng. Đúng thế đấy. Nói xuông chắc không ai tin. Nhưng một nghiên cứu của nhà tâm lý học Kết Soi ơ thuộc Đại học Washington đã chứng minh rằng khi ở một mình, trí tưởng tượng của con người có sức phát triển đến ngạc nhiên. Bằng chứng là các nhóm sáng tạo không có nhiều ý tưởng bằng những người hoạt động độc lập. Có thể làm việc một mình hơi cô đơn chút, nhưng khoảng thời gian ở một mình, được gần gũi với thiên nhiên, được cảm xúc chiều chuộng theo ý riêng của mình. Sự một mình đã khiến cho những ý tưởng sáng tạo được tuôn trào. Chính xác là, những lúc như thế, tâm trí ta yên tĩnh hơn, bình an hơn, tập trung hơn. Ở một mình là cơ hội để tận hưởng một chuyến đi ngắn hạn trong chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Dù là người hướng nội hay hướng ngoại, bất cứ ai, trong những ngày làm việc dài đẳng đẵng cũng chỉ mong muốn có một ngày nghỉ ngồi trước hiên nhà đọc sách và nhâm nhi cà phê ngày nghỉ trong định nghĩa của những con người bận rộn hiện đại là tìm một quán cà phê nào đó mang theo laptop và liên tục check mail hoặc sắp xếp thời gian để gặp gỡ nói chuyện và dùng bữa với đối tác nào đâu có một phút giây thư giãn thực sự tiến sĩ tâm lý học jerry buck cutter cho hay thời gian ở một mình chính là thời gian chúng ta được phép dừng lại và nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tâm trí chúng ta hoàn toàn được giãn ra những phiền muộn hay lo sợ cũng chẳng còn, những ý tưởng mới sẽ có cơ hội được phơi bày. Giấc mơ này chẳng xa vời lắm đâu, chỉ cần ta muốn là ta sẽ làm được, bởi vì cuộc sống này là của ta. Nỗ lực, cố gắng là chuyện đương nhiên, còn khi hết pin thì ta phải sạc đầy. Ở một mình là cơ hội để gắn kết những mối quan hệ, sống trong một xã hội phức tạp, ai ai cũng đều dặn lòng là phải mở rộng mối quan hệ của bản thân. Lợi thì chưa biết nhiều đến đâu, nhưng trước mắt là có chết chìm thì cũng sẽ có người đến cứu. Nếu có chừa thời gian cho bản thân ở một mình, chắc hẳn toàn bộ thời gian quý báu ấy con người ta sẽ dành để suy nghĩ và nhìn lại. Ta nhìn lại khoảng thời gian bên bạn bè. Ta đã vui thế nào? Họ đã giúp ta ra sao? Khoảng thời gian này cũng là để ta xa cách họ một chút. Không phải hờn dỗi vu vơ mà là củng cố thêm tình bạn. Có xa mới có nhớ. Và cũng khoảng thời gian này, có thể ta sẽ vô tình gặp một người bạn xa lạ nào đó trong chuyến du lịch độc hành. Có thêm bạn, há chăng là điều ta nên ăn mừng mới phải. Một mình không có nghĩa là cô đơn, mà thậm chí những người một mình quen rồi thường rất độc lập tự chủ, thậm chí là trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và dễ bể tha thứ để sống một cách nhẹ nhàng hơn. Điều tuyệt vời nhất đối với những người thích một mình chính là họ không cảm thấy cô đơn. Hơn thế, biết yêu bản thân. Chúng ta sẽ biết cách yêu người khác hơn bao giờ hết. 7. Năm điều tuyệt vời chỉ người cô đơn mới được trải nghiệm. Nhiều người cho rằng ở một mình là cô đơn, là tự cách ly khỏi xã hội, là lập dị thiểu năng. Nhưng bạn có biết rằng người sống được một mình mới chính là người tự do và tài năng nhất. Có nhiều lúc chúng ta bất giác rơi vào trạng thái lạc lõng, cô đơn như có gì đó mất mát, dù đang ở chốn đông người, bạn bè vây quanh vui vẻ. Lúc này chỉ muốn một mình tự tại, một mình nghe nhạc, một mình đọc sách, thậm chí là ngủ một giấc thật sâu. So với cảm giác ở chỗ náo nhiệt kia thì được ở một mình yên tĩnh chính là hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa rằng bạn là người có tính khí khác thường. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, kỳ thực người có như vậy rất nhiều. Đứng từ một góc độ nào đó mà nhìn nhận thì đây lại là điều mà ông trời hậu đãi họ dưới đây là năm lợi ích tuyệt vời của những người thích ở một mình mà không phải ai trong chúng ta cũng có một niềm vui đến từ nội tâm những người thích náo nhiệt thường hay tìm niềm vui ở những buổi tụ tập tiệc tùng được giao tiếp với mọi người sẽ mang đến cho họ cảm giác thỏa mãn đôi khi chỉ cùng bạn bè ăn bữa cơm đơn giản cũng khiến họ vui vẻ điều họ coi trọng là thế giới bên ngoài mượn sức ảnh hưởng của bên ngoài để khích lệ cảm xúc của nội tâm bên trong mà người nội tâm lại thích được ở một mình khám phá chính nội tâm của bản thân đây không phải là tính cách lập dị mà là họ chú trọng thế giới nội tâm thế giới tinh thần của mình họ cùng với gia đình hòa ái cùng người mình yêu trao cho nhau một cái ôm ấm áp chỉ nhiều đó cũng đủ làm cho họ được sống trong cảm giác tràn ngập hạnh phúc đừng cho rằng cuộc sống của họ tẻ nhạt kỳ thực bên trong tâm hồn đó chứa đầy những màu sắc yêu thương thuần tịnh Hầu như ai cũng muốn có một nguồn động lực mà nhờ đó có tinh thần để sống một cuộc đời vui vẻ. Nhưng liệu các yếu tố bên ngoài có đem lại hạnh phúc một cách bền lâu? Người một mình thường nhìn vào bên trong nội tâm để tìm kiếm niềm vui của mình. Họ dành thời gian để liên kết với nội tâm, từ đó giúp họ thích nghi và cân bằng trong mọi hoàn cảnh. Khi nội tâm đã cân bằng thì tác động từ bên ngoài chỉ như gió thoảng mây bay. 2. Chú trọng sự trưởng thành bản thân trong công việc cũng như cuộc sống họ không muốn chỉ mãi là những hoạt náo viên những kẻ mua vui họ luôn tận dụng hiệu quả nhất thời gian của mình vì thế những cuộc trò chuyện mà họ hứng thú tham gia phải kích thích sự phát triển mở mang tư duy và cho họ những trải nghiệm lý thú mục tiêu lớn của họ là khai thác hết tiềm năng của mình người thích một mình họ nguyện ý dành cho mình rất nhiều thời gian để ở một mình suy nghĩ những vấn đề bản thân mình quan tâm dưới góc độ của họ mà nhìn nhân loại tồn tại và phát triển là nhờ vào tư duy suy nghĩ con người nhờ có suy nghĩ mà trở nên tốt đẹp trong thế giới của họ thực sự là không cần quá nhiều người giao tiếp có những việc họ thích tự mình hưởng thụ tự mình khám phá thích sự lắng nghe nhiều hơn còn những người thích sự náo nhiệt thường là những người thích biểu đạt bản thân vậy nên có câu rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít Lời không hợp ý nửa câu nhiều, nghe người khác nói sẽ khiến cho tư duy họ phát triển, nhờ đó mà họ cũng không ngừng trưởng thành. 3. Năng lực giao tiếp thâm sâu. Một người thích sự náo nhiệt thường có đông bạn bè, nhưng đa phần là những mối quan hệ mờ nhạt. Ngược lại những người thích ở một mình, thường thì họ suy nghĩ thâm sâu, kỹ càng, họ có cái nhìn đối với bạn bè độc đáo, sâu sắc, tinh tế những người họ giao lưu đa phần đều là những mối quan hệ vững bền vì họ đã dành rất nhiều thời gian để hiểu rõ bản thân mình nên việc đọc được suy nghĩ người khác đối với họ rất dễ dàng đôi khi họ còn hiểu người khác hơn cả chính bản thân người đó ngoài ra khi giao tiếp vì là người thích lắng nghe hay suy nghĩ vấn đề nên khi người khác tiếp xúc với họ sẽ cảm nhận được cảm giác được coi trọng không chỉ vậy họ còn có thể đưa ra được nhiều chủ ý tốt vì thế dù không cần hỏi nhiều, họ lại biết rành rẽ về người khác và hoàn toàn có thể chinh phục người đối diện bằng những cuộc nói chuyện sâu sắc, khiến người xung quanh thán phục và quý mến. 4. Phản tình chính mình Một người tốn quá nhiều thời gian cho việc tiếp xúc với người khác bên ngoài sẽ chẳng có thời gian. Suy xét vấn đề đúng sai của bản thân và phản tình chính mình. Còn những người thích một mình thì có nhiều thời gian nhìn lại mình. Phản tình chính mình là một phẩm chất tốt. Nhờ đó mà chúng ta không ngừng tiến bộ, không ngừng hiểu được con người mình hơn. Khi có thể hiểu được chính mình, sẽ không có nhiều thứ tác động được tới tâm trí họ, vì thế nội tâm của họ rất sáng trong và yên bình, không dễ gì mà rung động. Dưới góc nhìn của họ, đây chính là cách sống thiết thực nhất, hạnh phúc nhất. Nếu như bạn là người thích cuộc sống náo nhiệt, nhưng có lúc cảm thấy trống trải, thì hãy dành ít thời gian nhìn lại mình xem sao biết đâu tìm được niềm vui nội tại đã ẩn sâu bấy lâu mà bạn chưa khám phá ra được năm rất thông minh vì sao họ thích đi chơi một mình thay vì đi với bạn bè tại sao họ lại cảm thấy những nơi náo nhiệt phồn vinh thật là vô nghĩa các nghiên cứu cho thấy những người có trí tuệ xuất chúng thường là những người dành ít thời gian cho việc giao tiếp vì họ bận suy nghĩ về chính mình suy nghĩ về những điều ý nghĩa của cuộc sống vì cuộc sống mà đặt ra những mục tiêu cho chính mình người ta cũng phát hiện rằng một người thông minh sau khi tham gia tụ họp về thường sẽ mất đi cảm giác vui vẻ vốn có bình thường họ thích một cuộc sống thực tế có giá trị hơn là những sự hời hợt bên ngoài nếu như bạn từng có cảm giác cô độc phiền não vì phải trải qua cảm giác một mình thật tình bạn không cần phải suy tư đây chính là ông trời đang ưu ái bạn cho bạn thời gian trưởng thành năng lực suy nghĩ để bạn hiểu hơn chính bản thân mình cần gì muốn gì có như vậy bạn mới có thể có những bước đi thực chất nhất của đời mình đạt được mục tiêu mà mình đề ra vạn vật đều có tương sinh tương khắc ông trời không lấy không của ai thứ gì cả khi bạn thiếu cái này thì ắt sẽ được cái khác nếu bạn cũng thích sống một mình thì xin chúc mừng vì có rất nhiều người lạc lối không biết mình muốn gì sống cuộc sống vô nghĩa mất phương hướng nên họ không thể thành công và cũng chẳng có thực lực như bạn. 8. Ông trời đã an bài mọi điều cho chúng ta, nhưng theo cách nào? Có một chàng trai vô cùng lười biếng, cậu ta luôn cố tìm cho mình một cuộc sống nhàn hạ, kiếm được đồ ăn mà không phải tốn chút công sức gì. Một ngày nọ, khi đang đi lang thang để kiếm chút gì đó bỏ bụng, cậu nhìn thấy một trang trại trồng cây ăn quả. Những trái lê chín vàng những trái táo đỏ ửng khiến cơn đói cơn khát của cậu càng cồn cào hơn không suy tính nhiều chàng thanh niên nhìn xung quanh một hồi để chắc chắn không có ai đang canh giữ khu vườn hòng trộm một vài quả chín tuy nhiên khi vừa trèo lên cây từ trên cao cậu nhìn thấy một người nông dân tay cầm gậy đang chạy rất nhanh về phía mình biết đó là người chủ khu vườn cậu thanh niên lười biếng nhanh chóng trượt xuống rồi gắng hết sức để chạy thoát cậu cắm đầu chạy miết vào cánh rừng gần đó để lẩn trốn chạy mãi cho tới khi kiệt sức cậu thanh niên quyết định trèo lên một cây cổ thụ vừa để trốn thoát khỏi người chủ khu vườn vừa để tìm chỗ nghỉ ngơi một lát hóa ra không khí nơi đây lại hoàn toàn trái ngược với tâm trạng lo lắng và có phần chán nản của cậu khu rừng với những tán lá xanh ngắt mát dịu bao phủ khắp một khoảng không gian ngẩn ngơ một lúc Đột nhiên cậu thanh niên nhìn thấy một chú dê con chỉ còn hai chân nhưng vẫn rất hạnh phúc, đang bình thản bước từng bước khó khăn. Lúc đó, cậu thanh niên chợt nghĩ, sao chú dê này có thể sống vui vẻ như vậy nhỉ? Không có đầy đủ tứ chi, làm sao nó có thể kiếm ăn và có thể chạy trốn những kẻ săn mồi? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cậu thanh niên nhìn thấy một con sư tử gặm một miếng thịt trong miệng và tiến lại gần phía chú dê con muôn thú xung quanh đã hoảng sợ bỏ chạy nhưng chú dê con vẫn đứng nguyên ở đó, vì nó không thể bỏ chạy chỉ với hai chân. Và cậu thanh niên đã vô cùng kinh ngạc khi con sư tử lại gần và để lại miếng thịt cho chú dê. Cậu thanh niên lười biếng cảm thấy rất sừng sốt và phấn khích khi chứng kiến cảnh ấy. Cậu chợt nghĩ rằng phải chăng đây là kế hoạch của ông trời. Tạo hóa đã sinh ra muôn loài và sẽ sắp đặt mọi thứ để dung dưỡng những đứa con của mình cậu nghĩ hẳn ông trời cũng có kế hoạch riêng để chăm sóc cho cậu vì thế cậu thanh niên đã rời khỏi khu rừng và ngồi chờ người khác mang đồ ăn tới thời gian cứ thế trôi qua và cậu ta trông ngóng mãi sau hai ngày không có gì vào bụng cậu không chịu nổi cơn đói và bắt đầu rời khỏi chỗ đó trên đường đi cậu thanh niên gặp một vị hiền triết cậu kể lại mọi sự việc cho vị hiền triết nghe và nhận được một chút đồ ăn và nước uống từ ông sau khi ăn xong cậu hỏi vị hiền triết thưa hiền nhân ông trời đã xót thương chú dê con bị tàn tật tại sao lại tàn nhẫn đối với con như vậy vị hiền triết mỉm cười đáp lại đúng là ông trời đều an bài mọi sự cho chúng ta và con cũng là một phần trong sự sắp đặt của ngài nhưng con trai con đã hiểu sai ý định của ngài rồi ngài không muốn con làm chú dê đó mà chính là chú sư tử kia quả thực mọi thứ đã có an bài người phương đông gọi đó là mệnh trời nhưng làm thế nào để nhận ra đâu là an bài ngài dành cho ta kẻ lười biếng phó mặc số phận cho sự sắp đặt của thượng đế mà ngồi há miệng chờ sung kết quả nghèo hoàn nghèo kẻ tham lam tranh đấu bằng mọi giá để có được cái mà mình muốn nhưng lại không biết rằng nếu đó không phải là an bài của số phận thì cố gắng bao nhiêu cũng không được như ý ngay cả khi có đạt được điều mình mình cũng phải trả cái giá tương xứng cho những nghiệp mình tạo ra trong quá trình tranh đấu không ngừng nghỉ và tại sao mệnh trời được an bài cho mỗi người lại khác nhau đến vậy? Thực ra chúng đều không phải ngẫu nhiên. Phương Đông gọi đó là nghiệp lực luân báo. Số mệnh đời này đều là do nhân quả từ những việc mình làm trong đời này. Đời trước tạo thành, hành thiện thì tích đức, hành ác thì tích nghiệp. Đức nghiệp ấy là nguyên nhân mỗi người có số phận khác nhau trong đời này. Người nhiều đức ắt sẽ có một số phận đủ đầy, ngược lại người lắm nghiệp thì số phận thường chắc trở khó khăn cái bất hạnh ấy là vì có nghiệp nhiều nên phải trả. Phật già nói, chịu khổ tiêu nghiệp là có hàm ý như thế. Muốn gặp được những điều tốt nhất trong đời này thì cách duy nhất là sống lương thiện, chân thành, dung nhẫn. Đó là cách tốt nhất để tích đức và tiêu nghiệp. Bởi Phật gia cho rằng, chân thiện nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất nhận định người tốt xấu. Vì vậy, người xưa mới nói, bạn chỉ cần làm người tốt, trời xanh tự đã có an bài. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực tế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn.